Tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan, Liên Hợp Quốc đã và đang tổ chức tiêm chủng vaccine cho tất cả các nhân viên. Tiếp nối thành công từ các đợt tiêm chủng trước đó, được sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc dưới chỉ đạo của trưởng quân y phái bộ, Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam mới đây đã tiếp tục hỗ trợ tiêm chủng vaccine COVID-19 liều 2 cho 50 nhân viên trong tổng số hơn 250 người của đơn vị công binh Pakistan. Các nhân viên y tế tham gia tiêm chủng đều qua chương trình đào tạo của Tổ chức Y tế Thế giới và các quy trình tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, cộng với học hỏi kinh nghiệm từ các đợt tiêm chủng tại Việt Nam. Khu vực tiêm được phân chia khoa học, mọi công tác được chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ như lần đầu. Buổi tiêm chủng đã diễn ra thuận lợi và an toàn. Với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe của nhân viên và người dân trong phái bộ, Bệnh viện Giã chiến cấp 2 số 3 không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho các lực lượng gìn giữ hòa bình, mà còn góp phần chung tay trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 trên thế giới nói chung và tại đất nước nam sudan nói riêng